Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Tin Tức Trong Ngày. Hãy đồng hành cùng chúng tôi bằng cách nhấn đăng ký để cập nhật những video mới nhất, độc nhất, những bài phân tích bình luận chuyên sâu về võ thuật của Việt Nam và thế giới nhé. Thời gian vừa qua, sự kiện đã gây tốn không ít giấy mực của giới báo chí và gây nóng dư luận làng võ thuật trong nước và quốc tế. Không phải là cái nắng như thiêu như đốt 40 độ của Hà Nội, mà chính là trận thách đấu sắp được diễn ra giữa võ sư karate Đoàn Bảo Châu và cao thủ Vịnh Xuân gốc Chile đến từ Canada Flores. Một bên đưa ra lời thách đấu để bảo vệ danh dự võ thuật Việt Nam và thể hiện tinh thần thượng võ cao đẹp, còn võ sư Vịnh Xuân, người từng thách đấu không thành công cả Từ Hiểu Đông lẫn Huỳnh Tuấn Kiệt của trưởng môn Nam Hình Đạo, đã nhận lời giao đấu, một trận đấu đứng ngoài pháp luật, bất chấp hậu họa. Và chúng ta cùng xem võ sư karate nói điều bất ngờ trước trận đấu không luật lệ với cao thủ Vịnh Xuân. Mỗi khi nhắc tới các trận đấu không luật lệ, người ta thường nghĩ ngay đến sự hiểm ác, tàn khốc trong mỗi cú đánh. Thế nhưng võ sư Đoàn Bảo Châu khẳng định mình sẽ không làm thế. Mặc dù chưa chính thức chốt thời gian, nhưng võ sư karate Đoàn Bảo Châu đang dồn rất nhiều tâm huyết cho màn tỉ thí đặc biệt với võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh người Canada Pierre Francois Flores. Khi được hỏi liệu rằng việc Flores hai lần thách đấu với trưởng môn Nam Huỳnh Đạo, giờ lại muốn đấu với karate theo kiểu không luật lệ, phải chăng do máu hơn thua, thay vì đề cao tinh thần thượng võ, võ sư Đoàn Bảo Châu cho rằng: "Tôi không nghĩ như vậy, đấy là cách võ thuật truyền thống vẫn làm. Tuy nhiên, khi những người thượng võ giao đấu trên tinh thần huynh đệ thân ái của võ học, thì những đòn hiểm, đòn ác sẽ không dùng. Mặc dù sẽ đấu không có luật lệ, nhưng chắc chắn tôi sẽ không dùng những đòn hiểm ác ấy. Người thượng võ không cần giao hẹn, nhưng tôi nghĩ là võ sư Francois Flores cũng tự hiểu điều ấy. Đây là cuộc giao lưu võ thuật chứ không phải một cuộc bạo lực đẫm máu. Bởi mình đang tuyên truyền thượng võ mà đánh bạn đấu trọng thương thì không có ý nghĩa nữa rồi. Tuy nhiên khi giao đấu thì đòn cũng sẽ khá mạnh để thể hiện được trình độ." Ngoài việc khẳng định sẽ không dùng đòn hiểm ác khi thượng đài, võ sư Đoàn Bảo Châu cũng khẳng định ông không sợ việc bị người khác thách đấu lại. "Tôi không ngại việc bị người khác thách đấu, họ thách đấu là quyền của họ, từ chối là quyền của tôi. Xin nói rõ việc tôi mời võ sư Nam Ngu Francois Flores giao đấu trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, góp phần đẩy mạnh tinh thần võ học chứ không phải để lấy cao thấp thắng thua. Tôi muốn làm điều gì đấy đóng góp cho phong trào võ thuật được sôi nổi, và điều quan trọng nhất là tôi muốn thể hiện cho học sinh của tôi thấy việc giao lưu võ học là thế nào, do vậy không phải ai tôi cũng nhận lời giao đấu. Tôi nghĩ rằng trong võ học thì việc mời giao đấu, từ chối hay nhận lời đều là thường. Với tinh thần thượng võ thì việc tôn trọng người khác và quyết định của họ là điều cần thiết." Liên quan tới vấn đề thủ tục của trận đấu này, võ sư Đoàn Bảo Châu khẳng định ông chẳng hề lo lắng trước việc có thể không được các cơ quan chức năng cấp phép. "Tôi nghĩ vấn đề không quan trọng đến vậy. Đây chỉ là một cuộc giao lưu cá nhân, và dù có được cấp phép hay không thì trận đấu vẫn sẽ diễn ra." Hiện tại, võ sư của phái Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores cũng đã chính thức nhận lời giao đấu với Đoàn Bảo Châu. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm cụ thể của màn tỉ thí này vẫn chưa chính thức được quyết định. Liên hệ với Hội Võ Thuật Hà Nội, Tổng Thư ký Đại Võ Sư Quốc tế Lê Ngọc Quang cho rằng đây là trận đấu riêng của hai cá nhân nên không liên quan gì tới hội. "Chúng tôi không phải là đơn vị đứng ra tổ chức trận đấu này, nên sẽ không cấp phép và cũng không can thiệp."